Du hành vượt thời gian là một đề tài thú vị, được lấy làm chủ đề cho nhiều bộ phim khoa học giả tưởng. Bên cạnh đó, nó cũng làm tốn không ít chất xám của nhiều người khao khát tạo ra một cỗ máy có khả năng đưa con người trở về quá khứ, cũng như đi đến tương lai. Vậy điều đó có thể thực hiện được không? Có cản trở nào hay không? Tại sao đến nay người ta vẫn chưa thực hiện được? Làm thế nào để chế tạo một cỗ máy du hành vượt thời gian? Stephen Hawking, nhà vật lý học, vũ trụ học nổi tiếng người Anh, sẽ giúp chúng ta tháo gỡ các vướng mắc đó. Theo một trường đại học hàng đầu, việc du hành xuyên thời gian là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, để làm được điều này thì cũng cực kỳ khó khăn. Sau đây là những lý luận của Stephen Hawking, được phát sóng trên chương trình Stephen Hawking Universe trên kênh Discovery Channel. Tất cả những gì bạn cần là một hố sâu, máy gia tốc hạt, Large Hadron Collider, hoặc một tên lửa có thể bay với vận tốc cực kỳ nhanh. Xin chào, tên tôi là Stephen Hawking, một nhà vật lý học, vũ trụ học, và cũng là người có tính hay mơ mộng. Mặc dù tôi bị giới hạn khá nhiều trong việc tự đi lại, và phải nói chuyện thông qua máy tính do bệnh tật, nhưng tâm trí tôi thì ngược lại, chúng hoàn toàn tự do. Tự do để khám phá vũ trụ, vạn vật, và tự đặt ra những câu hỏi lớn như: liệu du hành vượt thời gian có khả thi không? Liệu chúng ta có thể mở một cánh cổng dắt vào quá khứ, hay tìm ra một đường tắt dẫn đến tương lai không? Chúng ta có thể dùng những quy luật tự nhiên để kiểm soát thời gian không? Du hành vượt thời gian từng bị xem là ngành khoa học dị giáo, và tôi đã phải tránh nói về nó, vì sợ rằng người ta sẽ xem mình là một người kỳ quặc. Nhưng ngày nay thì khác. Thực tế, tôi giống như những người đã từng xây các khối đá Stonehenge, là người bị ám ảnh bởi thời gian. Nếu có một cỗ máy vượt thời gian, tôi sẽ ghé thăm Marilyn Monroe vào thời kỳ hoàng kim của cô ấy, hoặc viếng thăm Galileo khi ông ta xoay kính thiên văn của mình lên bầu trời. Nhưng có lẽ tôi lại muốn du hành đến điểm tận cùng của vũ trụ để xem nó như thế nào. Để hiểu tính thực tế của du hành vượt thời gian, chúng ta cần phải nhìn thời gian theo cách mà các nhà vật lý học đang nhìn, tức là nhìn ở chiều không gian thứ tư. Đừng lo, vì nó cũng đơn giản thôi. Bất kỳ ai học qua kiến thức phổ thông đều biết rằng, mọi vật thể trong tự nhiên, ngay cả con người, đều tồn tại dưới ba chiều không gian, đó là chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Nhưng thực ra còn có một chiều nữa, đó là chiều dài thời gian. Như con người chúng ta có thể sống được 80 năm hay hơn nữa, hay những tảng đá Stonehenge đã tồn tại hàng ngàn năm, còn hệ mặt trời thì sẽ tồn tại đến hàng tỷ năm. Mọi thứ đều có riêng cho nó một chiều dài về thời gian, và không gian cũng không ngoại lệ. Du hành vượt thời gian nghĩa là du hành qua chiều không gian thứ tư này. Để làm rõ hơn vấn đề này, hãy tưởng tượng đến việc chúng ta lái xe hàng ngày. Lái theo đường thẳng là bạn đang lái theo một chiều. Quẹo trái hay quẹo phải là bạn vừa có thêm chiều không gian thứ hai. Lái lên đồi hay xuống dốc chính là chiều không gian thứ ba. Vậy là bạn đã được du hành trong không gian ba chiều. Vậy làm thế nào để chúng ta du hành vượt thời gian trên trái đất? Làm sao để tìm ra con đường của chiều không gian thứ tư? Như bạn thường thấy, trong các bộ phim khoa học giả tưởng về du hành vượt thời gian, cỗ máy thời gian sẽ tạo ra một lối đi, một đường hầm xuyên qua chiều không gian thứ tư, để cho con người bước qua nó. Ý tưởng này không quá điên rồ, nhưng thực tế có thể sẽ rất khác so với những gì bạn thấy trên phim ảnh. Các nhà vật lý học cũng đang suy nghĩ về các đường hầm thời gian này, nhưng họ nghĩ theo một góc độ khác. Nhưng liệu cánh cổng dẫn đến tương lai hay quá khứ có thể tồn tại mà vẫn tuân theo các quy luật tự nhiên hay không? Chúng tôi nghĩ rằng câu trả lời là có. Thậm chí chúng tôi còn đặt cho nó một cái tên gọi là hố sâu. Sự thật là các hố sâu này tồn tại xung quanh chúng ta. Chỉ có điều chúng quá nhỏ để ta có thể nhìn thấy được. Kích thước của hố sâu là cực kỳ nhỏ. Chúng chỉ tồn tại trong những góc nhỏ và trong những khe hở, vết nứt của thời gian và không gian. Có thể bạn sẽ bắt đầu thấy khó hiểu. Nhưng khoan hãy bỏ đi vội. Không có gì là hoàn toàn phẳng và đặc bên trong cả. Nếu bạn nhìn đủ gần, sẽ thấy được mọi thứ đều có những lỗ nhỏ li ti và đầy các vết nhăn bên trong. Đây là một nguyên lý vật lý cơ bản, và nó cũng đúng với trường hợp của thời gian. Ngay cả bề mặt của một hồ bơi cũng có những gợn sóng nhỏ li ti. Vì vậy, mọi thứ trong không gian ba chiều của chúng ta đều có những khe hở. Và bạn hãy tin tôi khi tôi nói rằng, điều này cũng đúng đối với chiều không gian thứ tư. Thời gian cũng có những vết nứt và khe hở như những vật thể khác, và những vết nứt này có kích thước rất nhỏ.
Bây giờ, hãy tưởng tượng chúng ta tự thu nhỏ xuống một tỷ lệ nhỏ nhất có thể, nhỏ hơn cả các hạt nguyên tử. Chúng ta sẽ đến được một nơi gọi là bọt lượng tử. Đây là nơi mà các hố sâu có tồn tại. Tại đây, các đường hầm xuyên không gian và thời gian liên tục được sinh ra, tồn tại và biến mất, sau đó lại được sinh ra tiếp trong thế giới lượng tử này. Và chúng thật sự liên kết giữa hai nơi khác nhau, ở hai thời điểm khác nhau. Nhưng một điều không may là các đường hầm thời gian thực này chỉ nhỏ bằng một phần ngàn, triệu, tỷ hay nghìn tỷ cm, quá nhỏ để con người có thể bước qua được. Nhưng từ đây, khái niệm về cỗ máy thời gian sử dụng hố sâu từ từ hiện ra. Một vài nhà khoa học nghĩ rằng, ta có thể bắt một hố sâu, sau đó phóng lớn nó lên hàng tỷ lần, đủ lớn để con người có thể bước qua, hay thậm chí là cả một chiếc phi thuyền. Nếu có đủ nguồn năng lượng và trình độ khoa học kỹ thuật, có lẽ một hố sâu khổng lồ sẽ được xây dựng trong không gian. Tôi không nói điều đó có thể thành hiện thực, nhưng nếu có, đây sẽ là một thiết bị phi thường, với một đầu đường hầm mở ra đâu đó gần trái đất, và đầu kia sẽ mở ra ở một nơi rất xa, hoặc một hành tinh xa xôi nào đó. Về lý thuyết mà nói, một đường hầm không gian hoặc hố sâu có thể có nhiều chức năng hơn việc chỉ đưa chúng ta đến những hành tinh khác. Vì nếu cả hai đầu của đường hầm đều dẫn đến cùng một nơi, nhưng khác biệt về thời gian, thì chiếc phi thuyền đi xuyên qua nó sẽ trở về quá khứ rất xa, và loài khủng long sẽ có dịp được chứng kiến sự xuất hiện của những con tàu không gian hiện đại. Trong một bài nghiên cứu do nhà thiên văn học John Grebin và vợ, đồng thời cũng là cộng sự của mình, bà Mary Grebin, viết cho trường đại học Sussex, họ cho rằng không hề có định luật vật lý nào chống lại việc du hành xuyên thời gian. Có thể sẽ rất khó thực hiện, nhưng đó không phải là một việc bất khả thi. Từ lâu, các nhà khoa học cũng như những người hâm mộ khoa học viễn tưởng đều hy vọng việc du hành thời gian trở nên khả thi, và một ngày nào đó, điều này sẽ trở thành sự thật. Nghiên cứu của ông bà Grebin cho rằng, cần phải có hai thứ để có thể du hành thời gian. Sự hiểu biết về thuyết tương đối rộng của Albert Einstein và các hố đen. Theo bài nghiên cứu này, để du hành xuyên thời gian cần có các hố đen. Và theo các lý thuyết của Einstein về không gian và thời gian, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu các hố đen có thể mở ra một con đường du hành xuyên vũ trụ, cũng như xuyên thời gian, ít nhất là về mặt nguyên tắc. Do sự khác biệt giữa thời gian và không gian xung quanh một hố đen gần như không thể phân biệt được, các chuyên gia tin rằng những thực thể bí ẩn này sẽ là chìa khóa để du hành xuyên thời gian. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng đến khả năng này. Vấn đề chính là bất kỳ thứ gì đến gần một hố đen sẽ bị lực hấp dẫn của nó hút vào trong. Lực hút này mạnh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra được. Đó được gọi là điểm kỳ dị. Tuy nhiên, nếu một hố đen đang quay, nó có thể mở ra một cánh cổng đi đến quá khứ hoặc tương lai. Theo như bài viết này đề cập, trong những năm 60, nhà toán học Roy Kerr tới từ New Zealand thấy rằng mọi thứ đều sẽ khác đi khi một hố đen đang quay. Một điểm kỳ dị vẫn luôn hình thành, nhưng nó sẽ ở dạng vòng tròn, giống như một đồng tiền xu với một cái lỗ ở giữa. Và về nguyên tắc, ta có thể nhào vào một hố đen và đi xuyên qua vòng tròn đó, rồi xuất hiện ở một nơi khác, vào một thời điểm khác. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn đăng ký kênh, like và share nếu thấy thú vị.